nơi thắp lên những khát khao chinh phục, nơi đam mê được chắp cánh vươn cao, đặt nền tảng tỏa sáng tài năng. Chúng tôi tự hào mang đến hành trình bứt phá giới hạn dành riêng cho những trái tim nhiệt thành, những khối óc tinh anh, những con người dám tiên phong và tràn đầy khát vọng dẫn dắt BIDV trở thành định chế tài chính hàng đầu châu Á trong tương lai. Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Quản trị BIDV đã ban hành quy chế số 898 về việc phát triển lãnh đạo BIDV tuổi 30. Đây là chương trình phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm các vị trí giám đốc đơn vị ở độ tuổi 30 và phó tổng giám đốc ở độ tuổi 35. Sứ mệnh của lãnh đạo BIDV tuổi 30 chính là khẳng định được năng lực để lãnh đạo BIDV, đồng thời dẫn dắt sự đổi mới, truyền cảm hứng, khát vọng vươn ra thế giới cho người lao động trong toàn hệ thống BIDV. Lãnh đạo BIDV tuổi 30. Là nơi đặt nền móng để chinh phục những đỉnh cao mới. Để khẳng định bản thân với con đường thăng tiến rõ ràng và rộng mở. Khác biệt độc đáo, khơi nguồn cảm hứng và được dẫn dắt bởi những lãnh đạo vô cùng xuất sắc. Đây là cơ hội để vượt qua vùng an toàn, thử sức và bứt phá trong tương lai. Tôi rất mong chờ được trở thành một phần của chương trình này. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi tin rằng phát triển con người chính là trụ cột cho sự phát triển bền vững của BIDV và cộng đồng. Luôn trăn trở, nung nấu khát vọng phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai đủ tâm, tầm, tài. Lãnh đạo BIDV tuổi 30 tìm kiếm, chiêu mộ và đào tạo những nhân tài quản lý, những nhà lãnh đạo thao lược trên cả ba phương diện: thân, tâm, trí. Thân, rèn luyện kết nối tâm hồn, trí não và cơ thể để thực sự hiểu rõ và khám phá giới hạn của chính mình. Tâm, mở rộng trái tim, trao gửi tình yêu và sự đồng cảm, chung tay lan tỏa sứ mệnh nhân văn, mang yêu thương theo chân các dự án, vươn xa rộng khắp. Trí, khai phá tầm nhìn, đổi mới tư duy vượt thời đại để làm chủ sự thay đổi của thời cuộc. Tại BIDV, chúng tôi kiến tạo một thế hệ lãnh đạo phụng sự, khiêm nhường, liêm chính, thấu hiểu, can đảm. Khóa đầu tiên đã chính thức khởi động. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có thông điệp phát động triển khai chương trình lãnh đạo BIDV tuổi 30 nhằm tìm kiếm và đào tạo những lãnh đạo trẻ tuổi. Đây là thách thức đòi hỏi các bạn phải thực sự dấn thân, quên mình, nỗ lực học tập với ý chí và khát vọng cống hiến lớn nhất. Nhưng cũng sẽ là cơ hội lớn giúp các bạn phát triển nhanh chóng, vượt bậc, trở thành thế hệ lãnh đạo xuất sắc. Lãnh đạo BIDV tuổi 30 không chỉ là cơ hội của các bạn mà còn là cơ hội của chúng tôi. Cơ hội để tìm ra những nhân tài sẽ viết tiếp những khát khao vĩ đại. Hãy đến và chinh phục ước mơ. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng các bạn. Vinh quang thuộc về những người nghĩ lớn, làm lớn, dám dấn thân. Vinh quang thuộc về những người có khát vọng và được cống hiến. Sign in to stand out.